Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay Hội Thánh tôn vinh Thánh cả Giuse. Anh chị em biết là từ năm 1955, Đức Trân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã lập cái lễ này gọi là lễ Thánh Giuse Thợ, để mà hòa hợp với lại xã hội bên ngoài. Từ cuối thế kỷ thứ 19 bước sang đầu thế kỷ 20, tức là đã hơn 120-130 năm ở bên ngoài đời, ở xã hội dân sự, người ta muốn tôn vinh những người lao động. Lao động có nhiều cái cách thức: lao động chân tay, lao động trí thức, lao động tinh thần, lao động vật chất, thể lý và tinh thần đó. Thì người ta đã lập ra cái ngày và chọn ngày 1 tháng 5 này nè, và gọi là ngày quốc tế lao động, để tôn vinh những người, con người lao động làm đẹp cho xã hội, cho thế giới, cho cả gia đình của họ nữa qua công việc lao động. Thì có thể nói giáo hội cũng muốn Kitô hóa cái ngày này, nên đã đặt cái lễ Thánh Giuse Thợ vào đúng cái ngày này, đây 1 tháng 5. Chúng ta thấy ở ngoài đời hôm nay thì người ta vẫn là ngày nghỉ lễ đó, cả nước nghỉ lễ mừng ngày quốc tế lao động mà, để tôn vinh những người lao động. Thế Hội Thánh hôm nay cũng muốn tôn vinh Thánh cả Giuse. Hồi nãy tôi đọc lời nguyện đầu lễ, chính lời nguyện đó cũng tôn vinh Thánh cả Giuse. Anh chị em hiểu cái chữ cả, cả có nghĩa là lớn lao lắm. Và trong Hội Thánh chúng ta thì chỉ có một ít các vị thánh được tặng cái tước hiệu cả đó. Ví dụ như là Thánh Alberto cả, Thánh Basilio cả, Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, Thánh Giáo Hoàng Leo cả, Thánh Giuse cả nữa. Đấy, lời nguyện đầu lễ tôn vinh ngài Thánh cả Giuse. Và trong kinh nguyện thường ngày chúng ta cũng vẫn cầu nguyện với ngài. Thánh cả là một vị thánh lớn, và có thể nói được là thế này: ngài trong sổ bộ của các thánh, ngài đứng đầu tất cả các thánh, tức là tên gọi là Proto Sancti, vị thánh đứng đầu. Đức Maria thì đặc biệt rồi, Đức Maria có lẽ là ngoại sổ rồi, nhưng mà còn tất cả trong cái sổ bộ của các thánh thì Thánh Giuse đứng đầu. Và gần đây anh chị em thấy là cái kinh nguyện thánh thể Đức Thánh Cha Francisco và Bộ Phụng Tự yêu cầu đọc thêm Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ trong các kinh nguyện thánh thể để tôn vinh ngài. Thế thì ngoài ra anh chị em có biết không, là năm 2020, tức là mới cách đây 4 năm, có khi chúng ta quên mất tiêu rồi, thì Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tông thư mang tên là Patris Cordae. Patris Cordae có nghĩa là với trái tim của người cha. Ngài ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2020 để kỷ niệm 150 năm tôn vinh Thánh Giuse là bổn mạng của Hội Thánh toàn cầu. Và đồng thời ngài đặt một năm đặc biệt để kính Thánh Giuse, gọi là năm Thánh Giuse, năm về Thánh Giuse. Ngài ban hành một cái tông thư Patris Cordae đó, trong đó nêu cho chúng ta những cái đức hạnh rất đáng ca ngợi thấy được ở nơi Thánh cả Giuse. Tôi quên nói thêm rằng là chính Giáo hội Việt Nam năm 1980, khi mà Hội đồng Giám mục hai miền Nam Bắc, hồi đó là còn chia ra là Hội đồng Giám mục miền Nam, Hội đồng Giám mục miền Bắc, và cái năm 80 bây giờ mới hợp nhất lại thành một Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong cuộc họp
được tổ chức tại Hà Nội, thì cuối cái kỳ họp đó đã có một cái sự kiện mà có khi chúng ta ít biết, là tất cả các giám mục tham dự hội đồng giám mục năm đó đã đồng thanh đứng dậy và tuyên xưng Thánh Giuse, nhận Thánh Giuse làm bổn mạng thứ nhất của giáo hội Việt Nam. Thế nhiều khi chúng ta quên hay là không biết đến Thánh Giuse được yêu quý, tôn kính, cả giáo hội tôn kính Ngài. Thế bây giờ tôi xin lẩy ra để anh chị em thấy được những cái điểm nhấn rất quan trọng trong cái tông thư Patrice Corde về đức hạnh của Thánh cả Giuse, để mong anh chị em chúng ta tất cả, từ các ông đến các bà, rồi các bạn giới trẻ, các em thiếu nhi, rồi những người sống đời thánh hiến như các tu sĩ nam nữ, và chúng tôi đây nữa, các linh mục, giám mục, chúng ta muốn bày tỏ lòng tôn kính Thánh Giuse, chúng ta không thể quên những cái đức hạnh của Ngài, để chúng ta học, học đòi, xin với Ngài giúp cho chúng ta cũng có được những cái đức hạnh như Ngài. Thì trong cái tông thư này có 7 cái điểm nhấn về Thánh cả Giuse. Với trái tim của Ngài, Ngài quả thật là một người cha yêu thương. Một người cha. Anh em chúng ta cũng, anh em các gia trưởng bắt chước Thánh Giuse đi. Hãy sống cho được như là người cha yêu thương vợ rồi con cái của mình đó. Điểm nhấn thứ nhất, người cha yêu thương. Điểm nhấn thứ hai là một người cha dịu dàng, không có nóng nảy, hở cái là quát, là nạt, là đánh, là chửi, vân vân. Không, một người cha yêu thương, dịu dàng. Điểm nhấn thứ ba, một người cha vâng phục. Ngài luôn luôn sẵn sàng và mau mắn vâng phục Chúa. Chúa dạy điều gì một cách gián tiếp qua thiên thần báo mộng, trong giấc mơ, trong giấc ngủ, Thánh Giuse thức dậy vâng theo ngay. Chúng ta nói đến cái chữ fiat hay là xin vâng của Đức Mẹ, của Chúa Giêsu, thì cũng đừng quên Thánh Giuse cũng là một cái mẫu gương về sự vâng phục fiat trước thánh ý của Thiên Chúa. Rồi điểm nhấn thứ tư, xin các người cha và kể cả chúng ta tất cả đấy, một người cha chấp nhận, tức là đón nhận mọi tình huống, mọi hoàn cảnh xảy đến với mình. Mà chúng ta đọc phúc âm thì chúng ta biết Ngài đã phải đứng trước những cái thách đố ghê gớm lắm. Chẳng hạn như là chưa về chung sống với nhau mà thấy Đức Mẹ có thai, Thánh Giuse bối rối. Nhưng rồi Ngài chấp nhận cái hoàn cảnh đó sau khi được Chúa báo mộng trong giấc ngủ đó. Đừng ngại nhận Maria về làm vợ, vì trẻ mà sinh ra bởi Maria đó là đấng thánh của Thiên Chúa. Tỉnh dậy, Giuse đã làm như lời sứ thần truyền. Rồi Chúa bảo đem con trẻ đi sang Ai Cập để tránh sự bắt bớ của bạo chúa Herod. Thì thức dậy ngay giữa đêm khuya, Giuse thi hành ngay, chấp nhận tất cả những tình huống, những hoàn cảnh éo le ở trong cuộc sống. Chúng ta không dễ đâu, chỉ cần một cái chuyện gì nho nhỏ thôi chứ cũng chẳng phải là trầm trọng, nhưng mà có khi chúng ta phản kháng, nổi loạn, chúng ta phá tung đi. Không phải như vậy. Chúng ta xem trái tim của người cha Giuse nó đón nhận đó. Rồi điểm nhấn thứ năm, một người cha có lòng can đảm và đầy sáng tạo. Qua các câu chuyện ở trong Tin Mừng liên quan đến Thánh Giuse, chúng ta thấy Ngài can đảm lắm. Ngài chấp nhận cái tình huống đó rồi, đã đành rồi, nhưng mà Ngài cũng xử sự một cách rất là đúng đắn và tốt đẹp, đầy sáng tạo. Điểm thứ sáu, một người cha làm việc hay là lao động một cách cần cù, một cách thánh thiện nữa, kiên nhẫn,
làm cái nghề thợ mộc thôi. Cái thời đó, thời của Chúa Giêsu, thợ mộc là một cái nghề nó cũng không phải vinh dự gì. Một ngày lao động vất vả chỉ cũng chỉ đủ để nuôi sống một gia đình nhỏ bé thôi. Nhưng Thánh Giuse cần cù, siêng năng làm việc. Điều này nhắc nhở cho các người cha trong gia đình đến cái trách nhiệm của mình phải nuôi gia đình của mình. Chúng ta sẽ rất là buồn, rất là ngã lòng khi mà biết là có những gia đình mà người cha, người chồng ở trong đó lười biếng, ăn chơi không à, không có lao động, không có đi làm, kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi con của mình, thiếu trách nhiệm. Mong rằng các người cha, người chồng ý thức gương của Thánh cả Giuse. Và ngày hôm nay đây này, Hội Thánh tuyên dương Thánh Giuse lao động công hay là Giuse thợ, để nói đến cái việc mà Ngài đã thực hiện cái cần cù, Ngài lao động cũng như mọi người khác lao động để nuôi sống gia đình của mình, chứ đừng ăn bám, đừng có làm gánh, nặng gánh cho vợ, cho con của mình. Tôi cũng đã được biết, được nghe, được thấy những cái tình huống như vậy, buồn lắm. Người chồng không chịu lo làm ăn gì cả, chỉ biết nhậu nhẹt rồi bài bạc, vô trách nhiệm. Rồi tất cả gánh nặng đổ lên vai vợ, rồi con cái của mình. Chúng ta noi gương Thánh Giuse cần cù làm việc. Xong rồi điểm cuối cùng, điểm nhấn trong tông thư Patris Corde, Đức Thánh Cha nêu Thánh cả Giuse lên cho chúng ta như là một người cha rất là khiêm tốn, âm thầm ở trong bóng tối. Thật vậy, ở trong Phúc Âm không có một cái lời nói nào của Thánh cả Giuse hết. Ngài chỉ biết nghe và làm theo. Rồi Ngài rút vào trong bóng tối, rút vào trong bóng tối khi Chúa Giêsu dần dần lớn lên. Thánh Giuse đã thi hành xong cái chức năng của mình rồi, trong gia đình thánh ở Nazareth thì Ngài rút lui một cách âm thầm. Được rồi, thưa anh chị em, đó là mấy cái điểm nhấn mà tôi lấy ra từ tông thư Patris Corde của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2020 cùng với việc mở năm Thánh Giuse, năm kính Thánh Giuse chứ không phải năm thánh. Ngày năm tới đây này, năm 2025 Hội Thánh sẽ mở một năm thánh. Một năm thánh, cứ 25 năm thì có một năm thánh. Năm tới rồi, đúng đó. Còn cái này là năm Thánh Giuse, không phải là năm thánh, nhưng mà là năm của Thánh Giuse, tôn kính Thánh Giuse, đặc biệt kính Thánh Giuse. Thì có 7 cái điểm nhấn đó. Bây giờ tôi muốn sang cái điểm thứ hai, và là cái điểm này tôi muốn gửi đến tất cả mọi người tham dự đến lễ này, không phải chỉ nguyên các ông, các anh, những người chồng, những người cha trong gia đình như cái phần thứ nhất, mà phần thứ hai này là bao hàm tất cả mọi người chúng ta. Thưa anh chị em, khi nói về lao động hay là làm việc, chúng ta nghĩ đến những cái gì nó nặng nọc, vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, có khi trong sự đau khổ nữa. Bởi vì ví dụ như làm cố gắng lắm rồi mà cuối cùng cũng không đủ để mà nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con. Những người chồng như vậy buồn lắm, tội lắm. Đấy là chúng ta mới nói về cái phương diện gọi là vật chất, lao động vật chất, lao động thể lý. Đó. Người ta thì ca ngợi lao động là vinh quang, nhưng chúng ta đó suy nghĩ về lao động trong cái viễn tượng của Kitô giáo chúng ta, lao động cao đẹp lắm anh chị em. Lao động là góp phần vào công cuộc sáng tạo với Chúa. Như thế là Chúa sáng tạo vũ trụ này chưa hoàn chỉnh đâu, Chúa lại để dang dở, và Chúa muốn chúng ta tham gia vào cái công cuộc sáng tạo của Ngài qua công việc lao động của chúng ta, góp phần làm đẹp cái thế giới này, làm xanh tươi, làm đầy sức sống và đầy cái tình thương đối với nhân sinh, đối với thế giới.
chúng ta lao động không phải là một khổ dịch, không phải là hậu quả của tội lỗi như tu đức ngày xưa nói rằng dựa vào cái việc mà Chúa kết án ông Adam, Chúa bảo đất đai sẽ sinh gai góc và ngươi sẽ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có cái mà ăn, và coi lao động như thể là hậu quả của tội lỗi. Nhưng không, bây giờ cái nhìn của Kitô giáo chúng ta tích cực về vấn đề lao động lắm. Lao động là cộng tác với Chúa, tham gia với Chúa vào công cuộc sáng tạo vũ trụ này cho hoàn hảo hơn mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta thấy đó, thực tế đó, thì người ta đang làm tàn phá cái vũ trụ mà Chúa đang tạo dựng. Lúc này đây này, cái nạn biến đổi khí hậu, vì đâu mà nhân loại bây giờ phải chịu cái nóng khủng khiếp? Tôi mới đọc một cái bản tin thắng thoáng rằng ở Philippines người ta đang báo động rằng có thể một cái dịch, cơn dịch nóng nó lên tới hơn 50 độ. Hơn 50 độ. Và bây giờ người ta lo lắng lắm, người ta sợ hãi nữa, người ta tìm mọi cách để làm sao có thể là sống còn được. Chứ còn mà cứ sự thường mà nói là nếu mà cái vũ trụ nó nóng lên tới 54 độ thì nguy lắm cho sự sống của con người đó. Bây giờ người ta phá hại cái vũ trụ đẹp đẽ mà Chúa đã dựng lên. Cho nên Đức Thánh Cha đã ban hành cái tông huấn Laudato Si, đề cao cái việc bảo vệ môi trường, làm sao cho môi trường đem lại cái sự sống, chứ không phải tàn phá môi trường, hủy hoại môi trường, đầu độc môi trường, để rồi đầu độc và làm hại đến cả cái sự sống của con người. Đó. Rồi lao động, điểm thứ hai, điểm thứ hai, góp phần hay là một phương thế để chúng ta thánh hóa chính mình. Chính Chúa Giêsu ngày xưa cũng đã lao động, Thánh Giuse cũng lao động, và ngày nay chúng ta lao động. Nhưng anh chị em ơi, hãy nhìn cái công việc lao động của mình. Chẳng hạn như ở đây, tôi nghe kể ở đây có một cái nét độc đáo. Anh chị em ở đây nổi tiếng về việc làm cái sản phẩm do lươn, con lươn. Nghe nói có những nhà làm mỗi ngày mấy trăm tấn, à mấy trăm kilo, mấy tạ. Rồi thì từ đầu năm đến nay dường như là 200 tấn lươn, khủng khiếp quá. Lao động đó. Nhưng mà anh chị em ơi nhớ nghe, không phải chỉ là chúng ta lao động để kiếm sống, nuôi gia đình vân 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 vân, mới có phần xác thôi, mà chúng ta nghĩ đến cái chính cái lao động đó giúp anh chị em nên thánh nữa, thánh hóa anh chị em. Và nếu chúng ta có một cái ý nghĩ đó, đó chúng ta sẽ vui vẻ giống như Thánh Giuse, chấp nhận cần cù lao động trong yêu thương dịu dàng, vâng phục, chấp nhận can đảm đầy sáng tạo, và ở trong cái bóng tối, có nghĩa là âm thầm lao động. Và chúng ta nhớ nghe anh chị em ạ, nên thánh bằng chính cuộc sống thường nhật, bằng việc lao động của mình đó, bằng cái nghề nghiệp của mình. Và điều đó nó mời gọi anh chị em kiếm đồng tiền một cách lương thiện nhé. Chắc chắn là không ai trong chúng ta chấp nhận cái chuyện là đồng tiền gian dối, đồng tiền lừa đảo, đồng tiền bất chính. Chúng ta không, là người công giáo, chúng ta không có kiếm những đồng tiền như vậy. Hơn nữa lại còn đem mà dâng cho Chúa, thì cái đó Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở đó. Chúa không cần, hội thánh không cần những đồng tiền bẩn, mà phải là đồng tiền sạch, đồng tiền thánh thiện do cái lao động liêm chính của chúng ta. Tôi được biết là có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ cứ mơ ước đi nước ngoài lao động, cũng là để lao động được kiếm tiền. Nhưng mà cho tôi nói cái điều này để cảnh giác anh chị em. Có những người đã đi ra nước ngoài để rồi lao động bất phi, bất gọi là bất chính, phi pháp. Nghe nói bây giờ đổ xô đi Thái Lan, vì đó người ta cho trồng ma túy, buôn bán ma túy. Đừng có tưởng rằng là như thế là tốt đâu nha. Những đồng tiền đó là đồng tiền bất chính đó, đồng tiền bẩn đó, vì làm hại người khác. Đi qua nước ngoài, các nước khác cũng vậy. Nghe nói những người công giáo qua bên đấy cũng lâm vào chuyện buôn bán ma túy, mafia, buôn lậu, vân vân, và sống một cuộc sống là không có
đàng hoàng. Bị bắt, bị tù, bị trục xuất. Thế chúng ta có lao động chứ, nhưng mà phải lao động một cách đúng đắn, liêm chính, kiếm những đồng tiền tốt đẹp nhá. Thế thì ở phương diện thiêng liêng, việc lao động làm cho chúng ta nên thánh nha, chứ đừng có phải là để lao động đó làm cho chúng ta thành quỷ nhá. Chúng ta phải mạnh dạn loại trừ cái việc kiếm tiền bằng lao động mà một cách bất chính đó. Và sau cùng, điểm thứ ba tôi muốn nói vắn tắt thôi, chúng ta nhớ đến một cái lao động khác nữa, lao động thiêng liêng này này. Anh chị em nhớ cái lúc mà Chúa Giêsu bị lạc trong đền thờ Jerusalem, khi mà ba ngày sau khi Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu, Đức Mẹ nói: "Thấy con, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả đi tìm con như thế này?" Thì Chúa Giêsu trả lời Đức Mẹ bằng một câu ở trên môi miệng của một em bé mới 12 tuổi, như là tuổi con cái chúng ta đây: "Mà cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cho cha con sao?" Chúa Giêsu có ý nói đến cái lao động thiêng liêng của Chúa, đó là cái sứ mạng của Chúa đó, làm việc cho Chúa kìa, chứ không phải làm việc cho mình mà thôi, cho gia đình mình mà thôi. Nhưng là những người Kitô hữu, chúng ta ý thức Chúa còn giao phó cho chúng ta một cái trách nhiệm này, chúng ta phải làm việc của Chúa nào. Việc của Cha chúng ta ở trên trời. Nói có một cách dễ hiểu đó là sứ mạng loan báo tin mừng. Anh chị em thấy đó, đạo đã được gieo vã, hạt giống tin mừng đã được gieo vãi trên mảnh đất Nghệ An chúng ta lâu lắm rồi, từ thời Cha Đắc Lộ nữa cơ. Cũng đã là cả 400 năm tròn. Hai năm nữa Giáo hội Việt Nam chúng ta sẽ kỷ niệm tròn 400 năm Thánh cha Đắc Lộ đặt chân đến miền Bắc này. Cái này là ở giáo tỉnh Hà Nội này. Để mà rồi Ngài gieo hạt giống tin mừng 1626, gần 400 năm rồi. Nhưng mà chúng ta thấy ông đạo phát triển chậm, ý ạch lắm. Nói lên rằng là chính những người công giáo chúng ta, từ các giám mục, linh mục, tu sĩ cho đến cả giáo dân, chúng ta cũng chưa có bận tâm để làm cái công việc của Chúa, chứ không phải chỉ làm công việc của mình, chỉ lao động để mà kiếm sống nuôi gia đình mình, mà nhớ rằng bên cạnh đó, hay là cái vai bên kia nữa, hai vai mà, hai vai, chúng ta phải còn có một cái trách nhiệm là lao động cho Chúa nữa. Làm sao để cho hạt giống tin mừng được gieo vãi, được nảy nở, nảy nở. Nên hôm nay đi trên đường đi đến đây, tôi thấy đã có lác đác những thửa ruộng, bây giờ người ta bắt đầu gặt rồi, gặt. Và năm nay trúng mùa lắm, cho nên là sẽ có những một lúa dồi dào để Chúa ban cho. Nhưng mà đấy là hình ảnh để chúng ta nhớ đến làm sao cho cái cánh đồng truyền giáo ở trên quê hương đất nước, và đặc biệt tại giáo phận của chúng ta, được nảy nở, sinh thêm nhiều bông trái cho Chúa. Mà cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của tất cả và mỗi một người chúng ta. Cho đến ngay thì ở giáo phận Vinh của chúng ta đó, còn phải nói với tất cả cái sự ý thức đó, thì chúng ta còn sơ sài lắm trong cái sứ mạng này. Tôi xem các bản báo cáo gửi về giáo phận hàng năm về cái sứ mạng loan báo tin mừng này ít ỏi lắm, ít ỏi lắm. Nó thua với những giáo phận khác, trong khi Chúa ban cho chúng ta đầy đủ các cái cách thức đó. Chúng ta 300.000 tín hữu, hơn 130 giáo xứ, vài trăm cái giáo họ, rồi chúng ta có các hội đoàn, chúng ta có các sinh hoạt, và như ở Vạn Gói hôm nay đây, chúng ta thành một giáo xứ nữa này. Trời ơi, Chúa ban cho chúng ta nhiều quá đi,
để chúng ta làm việc cho Chúa, nhưng mà chúng ta không làm. Cái con số thống kê của giáo phận chúng ta cứ nhích lên từng tí một, chứ không có những cái cú hích nhảy một phát thật là ngoạn mục. Là nhiều người đến với đạo của Chúa, đến với hội Thánh Chúa. Cái đó nói lên một cái thực trạng không có vui, không có hài lòng về giáo hội, giáo phận của chúng ta đây. Trong cái sứ mạng năm nay đây, hội thánh mời gọi mọi người tham gia vào cái sứ mạng loan báo tin mừng đây. Thế thì tôi cũng chỉ biết cầu chúc một điều này thôi. Tôi không cầu chúc về vật chất cho anh chị em, bởi cái đó Chúa đã ban cho rồi. Tôi cầu chúc cái mặt thiên tinh thần thiêng liêng đây này. Mong cho giáo sứ Vạn Gói khởi đi từ ngày hôm nay đây, anh chị em đẩy mạnh cái công cuộc loan báo tin mừng ở đây này. Chung quanh chúng ta ở đây này còn bao nhiêu người chưa biết Chúa, chưa biết Chúa. Chúng ta hãy lao động cho Chúa đi, làm việc trong cánh đồng của Chúa đi, đi gặt lúa cho Chúa đi. Chúa bảo lúa chín đầy đồng mà không có thợ gặt, các con hãy xin chủ mùa sai thợ đến gặt lúa. Chúng ta đây là những thợ gặt đây. Chúng ta làm sao để đem về cho Chúa những cái lợi, những cái phúc lợi đó là các linh hồn, chớ không phải chỉ cứ chăm chăm để lo cho được nhiều tiền bạc vật chất mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đó đừng quên, hay có khi phải là dành tất cả mọi cái nỗ lực lớn lao nó cho cái sứ mạng này này, chứ không phải là chỉ là cái vật chất nữa. Thôi tôi xin có thể nói được là tôi hôm nay tôi rút từ trong tâm can của tôi để gửi đến anh chị em giáo xứ Vạn Ngói, một giáo xứ mới được thành lập đây này. Nhân cái gương của thánh cả Giuse, xin cũng được khích lệ anh chị em, chứ không dám nói là đòi hỏi anh chị em, nhưng khích lệ anh chị em hãy lưu tâm lao động thiêng liêng cho Chúa đi. Làm sao để đem, mỗi người đem được một người, ít là vậy, một người, hai người, mỗi gia đình đem được một, hai gia đình khác đến với hội Thánh Chúa chứ. Chả lẽ cả một đời Chúa ban cho chúng ta bao nhiêu ơn sủng, bao nhiêu này mà cuối cùng chúng ta cũng chẳng đem về cho Chúa được một linh hồn nào, một gia đình nào. Xin Thánh cả Giuse thúc đẩy anh chị em chúng ta noi gương Ngài mà sống một cách vuông tròn cái nghĩa vụ, nhiệm vụ, cái sứ mạng của mỗi chúng ta. Amen.